Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dương và đây là review sách Dandy. Và ở video lần này thì mình sẽ review một vài quyển sách mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất về việc học tập, việc quản lý tài chính cá nhân, và một cái cuốn sách về một cái câu chuyện của một cô bé mà có thể là các bạn cũng đã biết rồi đấy. Không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ hãy cùng bắt đầu video này ngay nhé. Ok, thì cuốn sách đầu tiên mà mình muốn review ở cái video lần này thì đó là cuốn Cuộc phiêu lưu của cô bé quàng khăn đỏ đây nhé. Thì ở cái cuốn sách này thì cũng kể về câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ và cái cuộc phiêu lưu của cô bé khăn đỏ, nhưng nó lại được biến thể đi thành một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và trong cái cuốn này thì sẽ có những cái phép thuật, có những kỳ bí. Và cái quyển sách này thì bác thợ săn không phải là một người tốt mà sẽ lại trở thành một người xấu, và con sói thì lại trở thành bạn của cô bé quàng khăn đỏ, và bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ thì là một bà phù thủy rất là nhiều phép thuật, và cô bé quàng khăn đỏ cũng được truyền lại phép thuật từ bà ngoại của mình. Và cái câu chuyện diễn biến ngày càng hay ho hơn khi mà cô bé quàng khăn đỏ gặp được một người bạn mới, và từ đó thì cái chuyến phiêu lưu của họ tìm ra một cái phương thuốc để chữa cho bà ngoại của mình, và để chiêm nghiệm được những cái điều hay ho mà trong cái cuốn sách này nó truyền tải, thì các bạn nên tìm mua cái cuốn sách này ở trang Tiki hay là Fahasa nhé. Ok, đấy là cuốn sách đầu tiên. Bây giờ sẽ sang cuốn sách số 2. Đây là một cuốn sách về việc học tập, thì đó chính là Bí quyết học nhanh nhớ lâu. Đây là một trong những quyển sách bestseller về vấn đề học tập. Thì nếu là một bạn là một người đi học thì mình nghĩ đây là một cái quyển sách rất là phù hợp cho bạn. Thì trong quyển sách thì sẽ có rất là nhiều cái mà bạn có thể ứng dụng cho cái việc học tập của mình. Chẳng hạn như là nó sẽ giải thích về trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ trung hạn, trí nhớ dài hạn, và cách làm thế nào để cho bạn có thể nhớ lâu hơn, nhớ tốt hơn cái bài học của mình. Chẳng hạn như mình sẽ đọc thử một câu ở trong cái quyển sách nhé. Bộ não của bạn chứa khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh được gọi là neuron. Mỗi tế bào lại có khoảng 7.000 liên kết với những tế bào xung quanh nó. Một vài vùng não sẽ bị lão hóa và suy giảm chức năng theo năm tháng, nhưng não bộ vẫn đảm bảo khoảng hơn 5.000 tỷ suy lát, tức là các khớp thần kinh truyền dẫn thông tin giữa các tế bào nhằm cung cấp mọi nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản sinh và lưu trữ ký ức trong suốt đời người. Thì đấy, bạn sẽ thấy sức mạnh của não bộ nó lớn lên như nào, và suốt cả cuộc đời bạn sẽ chỉ dùng đến 2-5% của não bộ. Bạn hãy tưởng tượng đi, nếu mà bạn đẩy cái mức độ, cái phần trăm mà bạn sử dụng của não bộ lên đến 10-15% thì cái kết quả bạn đạt được nó sẽ lớn đến mức nào. Tiếp theo đó là quyển sách cũng có nói đến là cái cách để bạn học tập, bạn ghi nhớ tốt hơn bằng cái phương pháp là tưởng tượng, hình ảnh, hình dung. Chẳng hạn ví dụ như là với một cái danh sách như là xe đạp, bóng bay, ngôi nhà, cậu bé, thì bạn chỉ cần tưởng tượng một cái câu chuyện có tất cả những cái từ đó thì bạn sẽ nhớ nó dễ hơn. Và chỉ với một cái gợi ý nhỏ ban đầu ấy thì bạn sẽ nhớ được những cái sự kiện còn lại. Chẳng hạn như là xe đạp thì bạn sẽ tưởng tượng hình ảnh cậu bé đạp cái xe đạp đi vòng qua ngôi nhà và cầm quả bóng bay, thì bạn sẽ nhớ được tất cả những từ đấy luôn thông qua một câu chuyện mà không cần phải mất công học, suy nghĩ nhiều, mất nhiều thời gian. Nếu bạn muốn nâng cao khả năng học tập của mình thì Bí quyết học nhanh nhớ lâu là một cuốn sách mà bạn nên mua và đọc ngay để áp dụng ngay cho cái việc học tập của các bạn nhé. Sang cái cuốn sách số 3 mà mình sẽ review trong cái video ngày hôm nay, đó là cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Thì đây là một trong những cuốn sách mà mình thích. Cuốn sách kể về một người đàn ông nghèo và không thể luôn tự đỡ nổi gia đình của mình. Thì anh ta đã đến hỏi một cái người thông thái kiếm được rất nhiều vàng ở trong vùng, cái cách ông ta đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Thì sau khi mà cái người này miệt mài để làm thuê cho ông ta, để khắc đãi ông ta kịp cái thời gian ông ta mong muốn, thì ông ta đã trao đổi cho
cái người đàn ông này, đó là những cái điều mà ông ta đã đúc rút được ra trong cái quá trình làm giàu của ông ta. Chẳng hạn như là luôn tiết để tiết kiệm 10% số tiền mình kiếm được và không tiêu quá số tiền còn lại, và cái 10% đấy sẽ được tích góp dần để đầu tư cho tương lai. Sẽ có 7 bí quyết để làm giàu, chẳng hạn như là làm cho vàng sinh lợi này, bí quyết giữ gìn tài sản, quyết tâm sở hữu một ngôi nhà, và còn nhiều cái khác nữa. Thì nếu các bạn muốn biết rõ hơn ấy thì các bạn nên tìm và đọc cuốn sách này nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 3 cuốn sách mà mình cảm thấy tâm đắc và mình muốn review cho các bạn biết. Và nếu các bạn thấy những cuốn sách này hay thì hãy tìm và đọc, và đừng quên like, share và subscribe kênh của mình, tạo động lực cho mình có thể có động lực để review nhiều những cuốn sách video tiếp theo. Nếu các bạn thấy có cái cuốn sách nào mà các bạn muốn mình review thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận, và mình sẽ chọn ra một số bạn để review trong video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video review lần sau.